Anh chào các bạn, mình là Đạt. Hôm nay mình sẽ lại làm một bài easy và lại làm về mảng. Nhưng mà các bạn phải để ý là cái bài này là bài siêu 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 phổ biến luôn. Các bạn để ý là cái bài này nè, bắt đầu là số 1. Có nghĩa là cái bài này có thể là cái bài đầu tiên được đưa trên LeetCode. Bài này là bài cực kỳ cơ bản. Nhưng mà để giải cho nó tối ưu á, thì không có nghĩa là nó đơn giản. Bài này cần một số kiến thức. Và cái bài này cũng là một cái bài có nhiều biến thể. Tức là interviewer có thể sẽ không hỏi bạn trực tiếp cái bài này, nhưng mà sẽ hỏi cái biến thể của cái bài này. Nếu mà các bạn hiểu được cái bài này, nắm chắc được cái bài này, thì các bạn giải biến thể nó không thành vấn đề. Bài này á, nó cho mình một cái mảng như thế này và một cái target như thế này. Thì nó yêu cầu mình tìm thử ở trong cái mảng này có một cái cặp mà khi nó tổng lại là nó bằng cái target hay không. Trong ví dụ này, cái target của mình là 9 và tổng của hai số nó phải bằng 9. Ở đây mình có số 2 và số 7. Khi mình tìm được cái cặp đấy thì trả về cái index của nó, tức là cái thứ tự xuất hiện của nó trong cái mảng. Về cái đề này cho biết mình là cái input đầu vào nó có, chắc chắn là nó có một cái cặp như vậy để mình yên tâm mình làm. Các bạn thường nghĩ thử cái hướng giải quyết cái bài này đi. Giả sử là các bạn đã giải xong thì bây giờ sẽ đưa ra cái hướng giải của Đạt. Khi mình làm một bài interview thì việc đầu tiên mình cần phải làm là cái gì? Là mình phải nói cho interviewer biết là mình đang định làm cái gì. Hoặc là mình có thể bắt đầu với một cái giải pháp đơn giản nhất là giải pháp brute force, giải pháp diệt trâu. Bài này diệt trâu thì đơn giản cực kỳ nhưng mà độ phức tạp của nó cũng lớn. Mình không có thể đưa ra cái giải pháp diệt trâu và yêu cầu là mình đậu được cái phỏng vấn được. Thì bây giờ như thế này nhé, diệt trâu như thế nào? Cứ mỗi cái số này nè, cứ mỗi một cái số bên trong á, thì Đạt sẽ kiểm tra tất cả những số còn lại xem thử là cái tổng của nó có bằng được cái target hay không. Ví dụ là Đạt sẽ bắt đầu từ 2 đi, thì chạy qua thì kiểm tra số 7 rồi xong rồi kiểm tra số 11, kiểm tra số 15, có thể là cái tổng giữa 2 với 7, 2 với 1, 2 với 15 cái bằng cái target hay không. Trong trường hợp mà target bằng 9 á, thì 2 cộng 7 ra ngay thì không phải nói, nhưng mà giả dụ như là cái target nó nằm to hơn thì sao? Ví dụ như target nó là 20, giả dụ như 26 thì sao? Đúng không? Thì khi đó mình sẽ chạy qua số 7 và mình kiểm tra với số 11, với số 15. Rồi là từ số 11 mình lại kiểm tra số 15, mình mới ra được đáp án. Thì với cái cách tính như vậy á, thì độ phức tạp của nó mình gọi nó là ON mũ 2. Tại sao như thế? Tại vì á, mình sẽ có hai vòng lặp for 1 và vòng lặp for 2 nó lồng với nhau. Vòng lặp for 1 để lấy cái số 2, 7, 11, 15 về vòng lặp số 2 để mà khi mình chạy qua số 2 thì mình sẽ kiểm tra ba số này. Mình chạy qua số 7 thì mình sẽ kiểm tra là số 11 và 15. Chạy qua số 11 thì kiểm tra số 15. Thì với như thế này á thì mình gọi nó là N bình. Đó. Nếu mà cả hai vòng lặp for mà mỗi vòng lặp for nó là ON thì cái này nó gọi là N bình. Rồi nhá. Thì mình không làm cái này, mình sẽ làm cách khác. Thì với một cái bài như thế này, khi mà mình đã có được cái cách gọi là cách brute force và mình thấy là nó bị chậm thì mình phải tìm một cái cấu trúc dữ liệu. Có nhiều cách nhưng mà có một trong những cách đó là tìm một cấu trúc dữ liệu để mình đọc vô, mình đọc cái cấu trúc dữ liệu vô thì mình giải quyết được cái bài toán này. Thì cái bài toán này là một bài toán đặc biệt, mình tìm một cái cặp. Thì khi tìm một cái cặp á thì mình dùng một cái dictionary rất là tiện, hoặc là có thể dùng một cái set cũng được. Nhưng mà trong bài này á, yêu cầu của bài toán là yêu cầu mình trả về cái index của những cái số này, thì bài này mình dùng cái một cái dict là tuyệt vời. Để giải thích cho bạn nào biết không biết về dict hoặc là không biết về Python thì dict nó tương tự, nó là cái chữ viết tắt của dictionary, là cái một từ điển, hoặc là nó sẽ tương đương với map ở trong những ngôn ngữ khác. Vậy dictionary là cái gì? Dictionary hoặc là map tính là một cái cấu trúc dữ liệu mà cho phép mình lưu trữ một cái số hoặc là một cái biến A với lại một cái biến B thành một cái cặp nó nối với nhau như thế này. Với một cái giá trị A thì ta sẽ có được một giá trị B, mình có hiểu như vậy. Nhưng mà A nó sẽ là duy nhất ở đây, không có chuyện là mình có mỗi một một A mình sẽ có một B và mình sẽ có thêm ví dụ như là AC như này, không có chuyện như vậy. A nó phải là duy nhất ở trong này. Nhưng mình còn thành là B nó sẽ ra C như này cũng không thành vấn đề, nhưng mà B nó phải là duy nhất ở phía bên trái nhé. Rồi thì bây giờ mình có một cái dictionary này, đã gọi dictionary dict như thế này đi, là một cái biến dict, nó là một cái dictionary. Cái dict này nó làm cái gì? Là với mỗi cái số 5 này nè,
Thì với cái mỗi năm trong năm mình cần phải làm là cái đích năm này nè, gán bằng cái index. À vậy là cái gì, cái này tính là như thế này, đạt sẽ có là 2, 7, 11, 15 thì nó sẽ là tương đương với 2, nó sẽ đi với vị trí 0. Này là vị trí 1, này là vị trí 2 và cái này là vị trí 3. Đấy, đang muốn build một cái dictionary như thế này với mỗi một cái số ở trong cái mạng nums để lưu trữ cái index của nó. Để làm cái gì? Để bắt đầu mình sẽ gọi là với mỗi num trong num nhé. Nếu mày là sẽ gọi x nó sẽ là bằng cái target trừ đi cái num. Đây, đây là cái chỗ quan trọng nè. Tương đương với là giả dụ như bây giờ cái target của mình nó sẽ bằng 9 đúng chưa? Trừ cái nums của mình thì nums của mình nó sẽ là 2, 7, 11, 15 thì đầu tiên nó là 2 đi. Thì nó sẽ là bằng 7, x bằng 7. Thì kiểm tra là nếu x mà trong đích, nghĩa là x nó nằm ở trong bên trong của cái đích á thì mình sẽ trả nó luôn, mình return ra. Tại vì khi x mà nằm trong cái đích có nghĩa là cái đích này là có phải là chứa những cái giá trị của cái nums không? Nếu mà x nằm trong đích có nghĩa là cái này tương đương với là x, viết xuống đây đi, x cộng với num bằng target không, đúng không? Mà nếu mà x mà nằm trong đích có nghĩa là hai cái số mình cần tìm đã xuất hiện ở đây, một số là num và một số là x, thì mình phải cần trả về cái thứ tự của nó. Thứ tự của nó là cái gì? Thứ tự của nó ở đây chính là cái thứ tự của cái y này, index num và đích x. X bây giờ là 7 đúng không? Thì nó trả về là 1. Và cái số đầu tiên đây nó sẽ là 2 đúng chưa? Thì nó sẽ phải ở đây mình phải để là 0. Đấy, thì mình sẽ trả được cái đáp án của cái bài này. Đây là một cách. Vậy cái cách này á, độ phức tạp của nó là bao nhiêu? Độ phức tạp của nó sẽ là O2N, tại vì cái này á nó chạy qua một lần. Nó để nó tính được cái đích này. Và cái việc mà nó chạy như thế này nữa, cái dòng này nè, cái mỗi dòng này là mình biết là thêm một ON nữa nè. Cái này nè, đây là một ON nè, cái này thêm một ON là 2 ON. Tổng của bài này nó là 2N. Nhưng mà mình có thể coi nó là 1N, tại vì số 2 là hằng số mình có thể bỏ đi được. Đây là cái cách tính của algorithm thì mình có thể nói là như vậy. Tuy nhiên bài này có thể gọi là mình cải tiến thêm một lần nữa để mình không cần phải chạy cái này trước, mình không cần phải chạy cái này trước, mình vẫn có thể làm được nhé. Các bạn thử suy nghĩ với cái bài toán này mà mình không cần chạy cái này trước, mình làm được thì làm như thế nào. Rồi, giả sử là các bạn đã giải xong với cách là không cần phải chạy trước để mà build cái đích mà mình vẫn tính được bài này, thì bây giờ Đạt sẽ cho các bạn thấy cái cách giải của Đạt. À, đồng thời ở đây Đạt nói thêm một cái nữa là khi mà mình build một cái đích như thế này á thì nó sẽ có thêm một cái là mình gọi nó space complexity, có nghĩa là độ phức tạp về kích thước, hoặc là nói chính xác là mình dùng bao nhiêu gọi là bộ nhớ trong cái bài toán này để giải. Thì cái bài toán này mình sẽ dùng thêm là ON. Cái ON này nó gọi là cái time complexity, có nghĩa là cái độ phức tạp nó chạy bao lâu. Còn cái này space complexity nghĩa là cái độ phức tạp về cái việc mà nó dùng bao nhiêu bộ nhớ. Thì bài toán này mình thấy là với nếu mà mình tăng cái kích thước của cái num sẽ lên thành 1 triệu thì có phải là mình cũng phải lưu ở đây 1 triệu lần đúng không? Thì có nghĩa là cái độ phức tạp của cái kích thước nó sẽ tương đương với lại cái đầu vào. Đầu vào tăng bao nhiêu thì nó tăng bao nhiêu, nên mình gọi nó cũng là ON luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi giải cái bài này mà không cần phải build một cái đích trước, thì Đạt sẽ cho như thế này, mình sẽ có một cái đích như thế này. À, trong bài thơ mình sẽ viết như thế này cũng tương đương là cái này là một cái đích á. Bây giờ nhé, thì với mỗi cái số năm ở trong cái năm này á thì mình vẫn làm tương tự thôi, mình vẫn trả về y hệt thôi. Nhưng mà thay vì mình gọi là mình lưu trữ, mình chạy mình build cái đích đầu tiên, là trong lần đầu tiên chạy, thì mình sẽ build cái đích ngay tại thời điểm này. Mình gọi là đích x nó sẽ bằng in sorry đích năm nó sẽ bằng index năm luôn. Mình sẽ build cái dictionary ngay tại cái thời điểm này. Làm sao làm được như vậy, hoặc là nó chạy như thế nào thì để giải thích cho các bạn xem. Đầu tiên là số 2 đi vào đúng chưa? Với mỗi num ở trong cái nums này thì số 2 nó đi vào đầu tiên, thì mình sẽ có là 7. Cái
x nó sẽ là bằng 7 và 5 nó sẽ là bằng 2, đúng chưa? Khi 5 nó bằng 2 ở đây thì x nó nằm trong đích hay không? 7 bây giờ nó làm gì có nằm trong đích đâu, thì nó sẽ không có chạy qua được cái dòng này, tại vì 7 chưa có mà, đúng chưa? Đích này đang trống mà, đích đâu có gì trong này đâu. Thì khi đó nó sẽ không chạy dòng này và nó sẽ chạy cái dòng này. Chạy dòng này thì có nghĩa là đích của 2, 5 bây giờ bằng 2 mà, bằng 0. Đấy. Sau đó, đây cứ để đây đi, lát nữa tính tiếp. Sau đó nó sẽ chạy qua số 7. Thì bây giờ mình sẽ có là 9 trừ 7 bằng 2. Đúng chưa? Bây giờ x bằng 2 nhé, các bạn nhớ bay tại thời điểm này x bằng 2. Thì đòi hỏi các bạn là nếu x ở trong đích có không? X nằm trong đích rồi. Bây giờ nó có cái x bằng 2 nè. Đấy. Đấy, x bằng 2 đây là thì mình cần phải return ra cái đích này. Thì bây giờ mình phải cần trả về là cái gì? Mình cần phải trả về là 0 1 đúng không? Thì đích x này nè là bây giờ x nó bằng 2 thì đích x này nè nó sẽ là bằng 0 đúng không? 0 nằm đây. Rồi mình trả về cái index của 5. 5 bây giờ là số 7 đúng không? Index của 5 chính là 1. Thì bây giờ cái chỗ này trả về là 0 1. Đấy, giải thích như vậy thôi. Rồi, bây giờ sẽ code chính xác, code Python của bài này nó chạy như thế nào. Thì đầu tiên sẽ cũng làm một cái đích thôi. Nó sẽ bằng một cái đích scenario ở đây. For is num in enumerate nums. Trong Python nó có một cái hàm, hàm enumerate này rất là tiện. Nó sẽ trả về cho mình một cái này là cái index của num và num. Đấy, thì có nghĩa là nó sẽ trả về ví dụ như là index của num là 0 và cái giá trị của num là 2. Đấy, xong rồi là trả về tiếp là 1 và 7. Đó, kiểu như vậy trong Python nó có sẵn cái này thì rất là tiện. Ngôn ngữ khác thì không nghĩ là nó có cái này, nhưng mà mình có cách khác để mình làm. Bây giờ đã sẽ gọi x, nó sẽ bằng target trừ cho 5. Đúng chưa? Giống như là cái code, cái mẹ giả mình viết ở trên này. Đúng chưa? Rồi, bây giờ if, nếu x trong 5 đúng không? X in dict. À, thì nó viết rất là giống ngôn ngữ thông thường. Nếu mà x mà nằm trong dict này á, thì mình sẽ return dict x. Và cái index của 5 trong trường hợp này chính là y này này, 6. Còn một cái nữa là mình nếu mà cái dòng lệnh này không thực thi được thì mình sẽ gọi là dict num bằng y. 6. Chạy thử cái code này. Rồi, nó sẽ ra cái kết quả giống y hệt như là yêu cầu. Bây giờ mình submit luôn. Rồi, pass được bài này. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.